Em ơn mà. Tao khen ủng hộ cho kênh Lê Toàn nhé. Chúc đại gia đình xem vui vẻ nhé. Dán đè luôn các bạn ạ. Ủa, dán đè luôn này. Mời mọi người nhé. Ngon tuyệt vời luôn này. Đùa nhà. Bác về từ sáng hai bố con. Đi đâu này, đi đâu mà quái một chiếc này. Đi đâu? Cưới à? Bấy gì mà đi hở chân đi kia. Toàn chào mọi người nhé. Hôm nay mình tự tay mình thể hiện một bát tiết canh này, tiết canh lợn các bạn này. Nước sôi mình đã pha chế này. Cái này pha chế thì chỉ cho tí bột ngọt vào thôi các bạn, nó không có cái gì khác, bởi vì tiết nó cũng mặn rồi. Mình sẽ đánh vào một tiết một nước các bạn. Chản ra ngoài, chản trề. Sáng đến mình làm đĩa lòng với cái bát này là ổn đó các bạn ạ. Giờ tay cái là đông luôn này. Giờ mình mời mọi người vào thưởng thức cùng với Lê Toàn nhé. Chủ quán ăn mì tôm này đấy. Chào mọi người. Sáng đấy cứ nằm mà bát mì tôm là xong đi làm là ổn nhỉ. Thế thôi. Sáng đến gì vậy? Nóng ăn nhiều chán nhỉ. Úi ơi, thôi đừng dọa người. Uống với chú một chén là uống. Chén thì có rồi. Sáng đây chó ra mời cho mình phải mời. Đây anh mời. Sao ra đây? Biển nó sang giao lưu bên bán biển này các bạn. Đông và đông đặc luôn. Chén chè rồi. Mời mọi người sáng đến này làm bát tiết này, đĩa nòng này là ấm ấm bụng. Thế thôi. Biển bác ấy, hôm nay bác ấy chuyển sang ăn cái món khác rồi. Bánh mùa 2 không đông, bánh mùa 2 rưỡi hoặc là 1-3 đấm đặc luôn. Ngon đấy. Đây là cái màu. Nói đó, nói từ bên ngoài. Một mình ăn một đĩa nòng như khổng lồ rồi.
Tết nhất xong à, mọi người đều háo cái món này đấy. Nhờ nhất là bát tiết canh. Đi chậm một chút là hết. À thế thì bên bên tay trái rồi. Bên tay trái này bằng cái ba là trước kia nãy giờ học ba có mà đấy, đấy có điện nó mà. Nó gọi là cụ. Bà ấy có rồi. Bà ấy bảo là cho mà đi đi gõ cắt đường này là ra nào. Quê thằng bà mai cái giờ cũng phải tắm ngày nào. Giờ nào quên tắm là được. Rồi ạ. À. Ông hơi vừa rồi đấy ông đối diện với bà thì mẹ có năm nhỉ bà nhớ mẹ hạnh cũng là mình vào thì có ba là không thể giả giả thì khi chúng ta rồi ông sẵn rồi lúc nào hết mẹ hay Cho mà chắn buồn cái gì đó cụ mà người thế mà tối qua gọi điện cho mình bảo phần nằm rồi nhá. Ngày nào giờ là tôi không muốn xử ông vợ chồng ông chồng này cao lắm. Bà có cân hai cuộc không nhỉ? Hôm nay đã thảo nhớ qua cái này có cái gì ở nhà rồi. Đã rồi. Ăn sáng phải gọi trước không gọi hết. Ôi, nhanh mà thế toàn ra kia bảo vật tươi ra đây này. Bảo vật tươi rồi. Đúng rồi. Thế tôi cũng treo ngay, tôi bảo vật tươi kìa ra người kia có người giả tiền người bẻ. Nói thế là các ông không hiểu thì thôi. Cảm ơn là mày anh em mình. Có bình thường mỗi giá tiền hay là gì mỗi tiền tẩy ốc chục cái gì đúng không gắn không có gì tôi chơi cái này có mỗi không không hiểu ạ mấy công nhận lại bảo đây đây bảo bảo đây ra người giả tiền bảo cái kia ngoại giả rồi ông đây mình biết ngay này lại giả đây cả Nguyễn đang làm quyết định với ta mới thành con mà chạy. Không mà cháu à? À, đây vừa đây. Cháu rồi. Không, nó có bố lắm. Không, không là. Không là. Làm mấy không ai ra. Làm. À, vừa đúng. Là lấy. Đấy nhà đó. Ông quát đi. Ai cháu vừa đây. Bây giờ mình sẽ làm view cái miếng tiếp cành, mời mọi người mới nhỉ, tiền đầu năm mới thế tiền là tiền vừa mới phát vốn. Đầu năm làm bát tiết cho nó rực rỡ các bạn ạ. Cảm ơn mà. Tao khen. Dán đèn luôn các bạn ạ. Ủa. Dán đèn luôn này, mời mọi người nhá. Ngon tuyệt vời luôn này. Ngon lắm. Ông anh hôm nay đến muộn đấy.
Ngon tuyệt vời đó các bạn. Mấy giòn đánh đấy ăn nó thơm các bạn. Ăn rất chuẩn luôn. À, đi làm này. Mình xin dừng video đây nhé, mình quay nó có thời lượng các bạn ạ. Hẹn mọi người sang video tiếp theo. Kênh của mình, kênh của Lê Toàn, kênh mới này thì cũng mới bật kiếm tiền đó các bạn. Nên là mình rất mong các bạn ủng hộ, đăng ký và cho mình một like để mình có thể ra được những video tốt hơn. Mời các bạn thưởng thức nhé. Thank you, cảm ơn các bạn rất nhiều.